Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến shop của anh Nguyên để quay giới thiệu chú vị và các bạn một cái lô mai đế ấp chậu nha quý vị nè. Đó. Hồi nhỏ được trồng trong cái chậu hết trơn ha. Thì đợt này được bao nhiêu đây đây quý vị ơi? Đó, quý vị mà có nhà ý mua số lượng nhiều thì anh Nguyên mình cũng có ha. Thì lát nữa anh Nguyên sẽ giới thiệu riêng về cái số lượng cây của đợt này về nha quý vị. Này, chào anh Nguyên. Chào anh Tấn. Chào các cô chú anh chị gần xa. Em tên Nguyên, đang có về khoảng tầm một lô này chắc tầm trăm mấy chục cây á, gần 200 cây ấp chậu nha các cô chú anh chị. Để giao lưu với các cô chú anh chị, mong các cô chú anh chị xem kênh Mai Vàng Quý Dừa ủng hộ em. Số điện thoại của em là 0332333910. Cái này cũng hình thức của em bao ship toàn quốc luôn. Đó, cái này vô mã số 1 ha anh Tấn. Cái này cái bay. Mã số 1 em này bay đẹp luôn nha. Bay. À nè, cái giá hai mấy cái tay cạnh nó xè đẹp quá quý vị nè, nó xè ra hai bên mà tay cạnh nó bự ha. Để nôm luôn. Để đẹp luôn. Cái này bay ra chắc khoảng tầm 70 80 gì quý vị. Quanh 22. 22 ha. Nguyên cái bệ đế nè. Để. Nó để. 72. Rồi. Để đặt luôn ha. Dạ, đúng rồi. Cái bệ đá đặt đó luôn. Quý vị ngắm nghía là cái dàn xương cành cái ha. Đó, xương cành nè. Rồi, cái số 1. Cái này giao lưu 2,5 triệu luôn anh em ơi. Rồi, 2,5 triệu. Vị thích bài đế đẹp ha. Dạ, đúng rồi. Chốt cái này là lạ. Rồi, mình xuống cây nha quý vị. Rồi, tiếp tục luôn quý vị ơi. Mã số 2. Mã số 2 đây. Số 2. Em này cao tầm khoảng 80 nha quý vị. Tay cành đều ha. Tay cành đều rang, cao tầm khoảng 80. Quành 24 à anh em ơi. Để đâu vậy? Rồi 81. Cái này 81 luôn nè. Để đồng chậu. Đó. Cái này giao luôn 1,2 triệu thôi anh em ơi. Rồi 1,2 triệu. Rồi mã số 2. Cây luôn. Rồi tiếp tục là mã số 3. Mã số 3 quý vị ơi. Em này cao tầm khoảng 80 luôn quý vị ơi. Cao khoảng tầm 80 ha. Là để khủng luôn anh em ơi. Quanh 25 anh em ơi. Để nè. 85. Đó. Để đặt 85 luôn. Cái nôm luôn anh em. Cái này giao lưu 1,5 triệu luôn anh em ơi. Rồi, 1,5 triệu nha quý vị. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp tục luôn quý vị. Mã số 4. Em này cao tầm khoảng 60 nha quý vị. Tay cành đẹp luôn. Để nơm quái luôn. Quanh nguyên cục. Rồi quanh em nói luôn quý vị. Quanh 21. Rồi 21. 74. Rồi xe xe luôn. Này giao lưu 750 anh em ơi. Rồi 750. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số tiếp theo luôn. Số 5. Này cao chắc khoảng tầm 90 nha quý vị. Tay cành đặc quá đây ha. Tay cành đẹp luôn. Đế cũng đẹp luôn nha anh em. Nói chung là này khai thác cũng vừa. Để đặt mẹo luôn. Đó, rồi mình vô cái quành luôn nha quý vị. Quành 22. 52 quành. Này giao lưu 650 luôn anh em ơi. Rồi 650. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp tục quý vị. Mã số 6. Rồi mã số 6 thì em này cao tầm khoảng 90 luôn quý vị. Tay cành cũng đều luôn nè. Để em đặt hết trơn rồi quý vị ơi. Quành 23 anh em ơi. Và này ta là nội đế 88. Cây này giao lưu 800 luôn em ơi. Rồi 800. Rồi xuống cây luôn.
Rồi, lên cây mới luôn. Mã số 7 quý vị. Này cao chắc khoảng tầm 50 nhưng quý vị. 40 50 tầm khoảng đó. Quanh 22 đi anh em ơi. Rồi. Những cái bị 81. Dạ, còn đứa. Này giao lưu 450 thôi anh em ơi. 450. Rồi, xuống cây luôn, 450 quý vị. Rồi tiếp tục là mã số 8 quý vị ơi. Rồi, số 8. Này cao tầm khoảng 80 nhưng quý vị. Tay cạnh đặt hết trơn. Quanh 21. Đúng rồi, đế này 80 luôn. Rồi, đế luôn. Đế đặt luôn. Cái này giao luôn 550 anh em ơi. Rồi, 550. Rồi, xuống cây luôn, 550. Dạ yêu thương. Rồi, mã số 9 quý vị. Chính thiệp này cao tầm khoảng 60 nha quý vị. Này vẫn lâu. Lắp đẹp luôn. Rồi, cái để đây quý vị ơi. Quanh 19. Để đây, 19 quá. Cây này giao lưu 650 luôn anh em ơi. Rồi, 650 luôn. Rồi, xuống cây. Rồi, tiếp tục luôn quý vị ơi. Mã số 10. Rồi, mã số 10 thì em này cao tầm khoảng 70 nhưng quý vị. Quanh 20. Rồi, để luôn, 20 quanh. Đây đều đẹp luôn anh em. Này giao lưu 400 thôi anh em ơi. 400 à. Rồi, lên cây mới luôn rồi quý vị. Rồi, mã số 11. Em này cao tầm khoảng 80 nha quý vị. Tay cành đặt kẹo luôn ha. Đó, tay cành quá đặt luôn. Quanh 22 đi anh em ơi. Đây cũng đặt quanh ha. À, đây. 73. Rồi, xây xây để luôn. Này giao lưu 550 ha anh em ơi. 550. Rồi, lên cây mới luôn rồi quý vị ơi. Mã số 12. 12 thì em này cao tầm khoảng 70 nhưng quý vị. Tay cành đặt luôn nè. Quanh 20. 20 quanh. Này giao lưu 400 thôi anh em ơi. Rồi, 400. Rồi, lên cây mới luôn. Số 13 đây rồi quý vị ơi. Rồi, 13 thì em này cao tầm 90 nha quý vị. Quanh 22 anh em ơi. Rồi, để đây quý vị, đều cộng bự ha. Để đều cộng bự. Này giao lưu 550 ha anh em ơi. Rồi, giá 550.000. Rồi, mình xuống cây, lên cây mới luôn. Rồi, tiếp tục luôn, mã số 14. Năm nay cao tầm 90 nha quý vị, mã số 14. 90 cao. Ta cành đều. Quanh 20 anh em ơi. Rồi, để luôn đây quý vị. À, để đẹp luôn. 20 quanh. Này giao lưu 450 anh em ơi. Rồi, giá 450. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục luôn. Mã số 15. Em bye bye luôn. Có cây bye luôn. Bye có cành hồi nữa ha. Cành hồi. Này khoảng tới đỉnh chắc khoảng 90 nha quý vị. Quanh 15. Rồi, để đây. Để đẹp luôn. Này giao lưu 300 luôn anh em ơi. Rồi, 300.000. Dạ. Rồi, lên 16 luôn. 16 đây quý vị. Em này cao khoảng 50 nhưng quý vị. Quanh 23. Rồi, để luôn. Này giao lưu 450 luôn anh em ơi. Rồi, 450. Rồi, cây luôn.
Rồi, tiếp tục cái gì đây? Mã số 17. Rồi 17 thì em này cao tầm khoảng 70 luôn. 70 80 vậy ha, nằm một khoảng đó đó. Em này mấy cái nách nó cái này mấy này lên sâu. Nè. Nè. Nó lên sâu sâu hết. Dưới đây luôn. Lục cục trong nách luôn. Quanh 20 đi anh em ơi. Trời, để cũng gồm quá. Nó đẹp luôn. Cái này bể xù. Này giao lưu 550 à anh em ơi. Cái này bể xù nè. Dạ, 550. Rồi, ok ha. Rồi, tiếp tục luôn đây quý vị ơi, mã số 18. Anh này cao tầm cũng khoảng 70 80 ha, nằm cũng dao động ở khoảng đó. Để đây là quý vị. Quanh 19. 19 quanh. Này giao lưu 350 luôn anh em ơi. 350 chở tới nhà. Đấy đẹp luôn. Rồi, xuống cây. Rồi, lên 19 luôn quý vị. Rồi, em này cao tầm khoảng 40 nha quý vị. Này size dép nhỏ nữa cũng được. Giờ để bàn nè. Quanh 15. Này giao lưu 270 luôn anh em ơi. Rồi 270. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số tiếp theo. Số 20. Năm này cao tầm khoảng 40 đi quý vị ơi, nằm khoảng đó ha. Rồi quanh 15-16 anh em ơi. Này giao lưu 250 luôn anh em ơi. Rồi 250 luôn. Số tiếp theo luôn. Số 21. 21. Này cao cũng khoảng 70 nha quý vị. Quanh 19. Rồi để luôn. Đấy đều đẹp để luôn. Đó, dòng ở đây. Này giao lưu 450 luôn anh em ơi. Rồi 450.000. Rồi xuống cây luôn. Rồi mình lên cây mới luôn nha quý vị ơi. Số 22. Cái này cao cũng tầm khoảng 6-70 ha. Quanh 18. Rồi, để luôn quý vị, 18 quanh. Này giao lưu 400 lên em ơi. Này nguyên bệ đế ha. Dạ. Viên đế mà nè. Dạ. Dạ. 400. Rồi, mã số 23. Thì này cao cũng khoảng tầm 60 luôn nhưng quý vị. Đế này quá quái sao. Quanh 21. Rồi đế đây 51 quanh. Này giao lưu 400 anh em ơi. Rồi 400. Rồi xuống cây luôn. À, mã số tiếp theo đây quý vị. Mã số là 24 ha. Này cao tầm khoảng 50 nha quý vị. Tay cành đều ha. Đều. Còn yếu 17 tí yếu xíu nha anh em. Đặc quá nè quý vị. Dạ, đây đẹp luôn. Này giao lưu 300 thôi anh em ơi. 300 rồi ha. Này gì quý vị cho nó nằm xuống xíu cho bay luôn cũng ok lắm á. Dạ, rồi, bay okay luôn. Đó, đúng rồi. Dùng bay tục thì cũng được. Nó cũng hơi lắc lắc. À, mã số tiếp theo đây quý vị ơi. Mã số 25. Hôm nay cao tầm khoảng 80 nha quý vị. Nguyên bệ. Nguyên bệ đế luôn. Đây, vô cái bệ đế nó đây. Đó. Quanh 20 anh em. 20. Này nguyên 78. Rồi. Để đặt luôn ha. Để đặt luôn. Này giao lưu 450 luôn anh em ơi. Rồi 450. Rồi. Cây luôn, cá yêu thương nhỏ nhỏ ha. Rồi mã số 26 gì ơi, anh này cao tầm khoảng 60-70 vậy ha. Đế đẹp luôn. Rồi vô cái đế đây. Quanh 16. Đây đế đâu vậy. Này giao lưu 330 luôn anh em ơi. Rồi 330. Đế đẹp luôn. Rồi cây luôn. Số tiếp theo luôn, 27 luôn nha quý vị ơi.
Rồi em này cao tầm khoảng 60 quý vị ơi. Này bị lũa nghe anh em. Rồi. Đây, mình quay kỹ cái chỗ lũa. À, lũa ở đó một miếng ha. Rồi. Nó cũng cắt kìa. Dịu vậy chứ. Đừng quay về, về cắt ngay đây đi. Cắt đó chưa đổ ha. Dạ, chuyển đổ đi. Rồi quanh 16 bán giá 250 luôn anh em ơi. Cái này cắt ngay đây nha anh em. Bán giá đổ, rồi cắt làm dáng đổ đi. Này lên nha. À, 250 ha, để lịch lịch không ha. Rồi. Đánh cây mới luôn. Này bẻ cái gọng lắc 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 ra bài hơi xa quá ha. Này. Mã số 28. Có cành hồi nữa kìa. Bẻ cũng lạ lạ ha. Lạ lạ. Trời này chắc mét đi ha quý vị. Quý vị nè. Nó dán nè. Quanh 16. 16 ha, cái dán nó vậy đó. Rồi cái co lắc đế nó nè. Này giao lưu 350 anh em ơi. Rồi 350. Đó, trời cái cây cái dáng lạ luôn. Rồi xuống cây luôn. Rồi 29 luôn đây quý vị. Đây rồi. Rồi 29 em này cao khoảng tầm 70 nha quý vị. Tại cành thì cũng đặc quá nè ha. Đó. Rồi. Quanh luôn. Quanh 21. 21. Rồi đế 74. Rồi đế luôn đây. Này giao lưu 500 luôn anh em ơi. Rồi 500. Rồi lên cây mới luôn. Số 30. Rồi em này cao tầm khoảng 50. Rồi đế luôn đây. Rồi quanh 18. 18. Này giao lưu 350 luôn anh em ơi. Giá 350. Rồi lên cây mới luôn. Số 31 quý vị. Em này cao tầm khoảng 70. Quanh 18. 18. Đế đặc lắm nào quý vị. Đế đặt qua đây ha. Này giao lưu 350 luôn anh em ơi. Rồi giá 350 luôn. Rồi mình xuống cây. Rồi tiếp tục lên 32 luôn. Rồi 32 em này cao chắc cũng khoảng tầm 80 nhưng cái gì. Này nó cạnh đặt quá nè. Dạ. Thấy đẹp đi nôm luôn. Đây cái bề đế đây cái gì ạ. Quanh 21. Rồi, đây luôn. Dạ, đây đẹp luôn. Em vòng đế nó đi. Hai vòng. Này giao lưu 500 luôn anh em ơi. 500 gì? Đây đẹp nè ha. Giá cũng đẹp luôn. Rồi, ok, 500 ngàn. Mã số 33. Rồi, 33 thì em này cao tầm 90 nha quý vị. Ta cần đặt kẹo luôn nè. Này cũng đi nơm luôn anh em. Quanh 18 luôn anh em. 18. Để này gồm gồm ha. Để ướp chậu. Này giao lưu 450 anh em ơi. Rồi 450.000. Rồi lên cây mới luôn. Mã số 34. Rồi 34 thêm này cao tầm 60 quý vị. Cây này bị đế luôn. Đế đẹp luôn. Để thì nguyên cái khối nè. Quanh 19. Nguyên khối ha. Dạ. Trước xa đây nè. Này giao lưu 450 luôn anh em ơi. Rồi 450. Rồi cây luôn. Rồi lên cây tiếp theo luôn cái gì đây. Số 35. Số cuối clip này. Cuối clip luôn anh Tấn ơi. Rồi em này cao lấy mét thôi nhưng quý vị. Này chuyện gì nhỏ đun rồi. Quanh 21. Rồi 21 quanh. Để quay kỹ vô diện nghe nè. Để nè. Khối đặc lắm á. Này giao lưu 500 luôn anh em ơi. Khối đặc luôn ha. Dạ. 500. Hết cây rồi quý vị. Dạ. Thì ở trong nhà còn nhiều lắm nha quý vị. Đợt này quay giới thiệu mình 35 mã ha. Quý vị còn có số lượng nhiều nhiều đó như cái gì. Dạ. Vẫn còn trong đây ha.
Rồi mình cũng cảm ơn quý vị rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi đến kết thúc clip ha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại quý vị bên tiếp theo.